kinh doanh trong thế giới ngày nay được xây dựng dựa trên các mối quan hệ. Chúng ta thường có xu hướng lựa chọn những đối tác mà mình cảm thấy yêu mến, tin cậy và sự lựa chọn ấy ít nhiều chịu ảnh hưởng từ ấn tượng trong lần gặp đầu tiên. Cung cách cư xử và thái độ của người đối diện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các mối quan hệ và sự hợp tác lâu dài trong kinh doanh. Đôi khi, chỉ cần biết cách thay đổi thái độ hay ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp, ta đã có thể xoay chuyển cục diện của mối quan hệ. Ngôn ngữ cơ thể là một công cụ giao tiếp vô cùng hữu hiệu, nhưng không phải ai cũng đọc được nó một cách chính xác. Theo các nhà nghiên cứu, 55 đến 80% các thông điệp giao tiếp được truyền tải qua cử chỉ và ngữ điệu. Hiểu được những thông điệp này từ đối phương hay chính xác là khả năng độc vị người khác. Chúng ta có khả năng thành công rất lớn trong giao tiếp, đàm phán. Xong, hiểu được đối phương trong lần đầu tiếp xúc không phải là vấn đề đơn giản. Thậm chí, trong trường hợp đôi bên đều là những bậc thầy có khả năng đoán định người khác thì lúc này bản lĩnh lại là yếu tố quyết định. Vì vậy, độc vị đối phương không chỉ là một kỹ năng mà còn là một nghệ thuật đòi hỏi sự nhạy bén và kinh nghiệm. Vâng chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình fbnc và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề là kỹ năng đọc vị à, mời quý vị cùng gặp vỡ vị khách mời chúng ta ngày hôm nay đó là anh nguyễn ngọc oanh vũ là chuyên gia phát triển tài năng là nhà sáng lập của công ty Hiền tài việt anh đồng thời là tác giả cuốn sách mô hình tâm trí tài chiến lược phát triển con người à, công ty hiện tài việt là chuyên cung cấp các gói giải pháp quản lý và phát triển tài năng cho các doanh nghiệp và cá nhân anh vũ tốt nghiệp thạc sĩ về giáo dục ở hoa kỳ vâng xin chào mừng anh đến với chương trình à, chào mừng anh Khánh vâng độc vị như đoạn giới thiệu vừa rồi chúng ta vừa xem thì đó nói một cách đơn giản độc vị tức là thấu hiểu người khác ở đây cái kỹ năng thấu hiểu người khác thì theo như anh kinh nghiệm anh tương tác với các doanh nghiệp làm việc với các khách hàng của mình thì hiện nay những ông chủ doanh nghiệp những doanh nhân hiện nay họ quan tâm tới kỹ năng này như thế nào đã nhiều người biết kỹ năng độc vị chưa theo thiện ý của tôi á thì khả năng đọc vị hay là kỹ năng đọc vị giống như chúng ta nói có thể là mỗi kỹ năng khá là cao cấp và thực tế thì tôi không biết là bao nhiêu phần trăm trong cái số lãnh đạo doanh nghiệp hiện tại đặc biệt là lãnh đạo doanh nghiệp của Việt Nam quan tâm và sử dụng ứng dụng cái kỹ năng đọc vị, kỹ năng thấu hiểu người khác vào trong cái công việc thực tế của họ. Thì bởi vì là bản chất của độc vị là mỗi kỹ năng cao cấp chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải nói tới có rất là nhiều cái yếu tố liên quan ví dụ như khái niệm cao cấp ví dụ như là à, mô hình nào phương pháp gì ai à, sử dụng những kỹ thuật gì trong cái giai đoạn nào ở cái tiến trình nào đối với con người nào ừ. thì chúng ta sẽ sẽ có được à, không chỉ là nhận diện được những cái cái bề ngoài cái mặt ừ. nổi của cái con người mà chúng ta có thể là đi đi xuyên thấu vào cái nội tâm của họ để có thể là à, điều chỉnh để có thể dùng họ đặc biệt là trong công việc khi mà chúng ta à, sẽ phải kết nối chúng ta giao lưu chúng ta làm việc nhóm chúng ta điều khiển người khác chúng ta ừ. giao việc cho họ chúng ta đàm phán chúng ta à nói chung tất cả là mọi chuyện thì chúng ta sẽ sẽ phải hiểu, ứng dụng người khác đúng rồi nhưng mà ở đây thì rõ ràng vô hình chung trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thì chúng ta vẫn hay thường là nhìn nhìn mặt nhìn nhìn mặt có hình dung hoặc là đúng nhìn vậy. thái độ nhìn cử chỉ thì chúng ta đoán hành vi vô tình chúng ta đã đang thực hiện cái kỹ năng đọc vị nhưng mà không nhiều người biết là có một cái phương pháp có một cái kỹ năng là kỹ năng đọc vị và và nó bài bản như thế là như ừ. vậy đúng không đúng vậy thì thực tế thì bên ngoài thì nếu mà chúng ta nói nôm na về cái khả năng mà thấu hiểu người khác thì ai cũng có dù ít hay, hay nhiều à, vấn đề là nếu mà thực sự là chúng ta đi vào nghiên cứu thì cái này á, thực sự là nó là cái khoa học chứ không phải là cái nghệ thuật không yeah. và không chỉ là nếu mà nếu mà chúng ta có cái kinh nghiệm không hay là là chúng ta có cái tuổi tác thì chưa chắc á, là chúng ta có thể là đọc xuyên thấu cái tầm khảm của người khác. Ừ. Nhưng mà để thực hiện kỹ năng độc vị thì đọc sách nghiên cứu không thì có lẽ là chưa đủ nhưng mà trong thực tế đó thì ở đây nó sẽ xảy ra những cái tình huống như thế nào rất có khi nào người ta sẽ đọc nhầm hay là đọc sai hay là đoán sai hay là mặc dù theo phương pháp nhưng mà vẫn vẫn sai. Thực tế thì nhìn người khác đó, thì có thể là cái chuyện sai thì rất là dễ xảy ra. Ừ. và thực tế là không phải là bởi chỉ bởi vì chúng ta có tư chất chúng ta thông minh mà chúng ta có thể là đọc người khác một cách chính xác được ừ. bởi vì là những kẻ mà lừa đảo mà uh, trùm nhất trên thế giới ừ. thì rõ ràng là họ rất là tinh vi trong cái chuyện mà thấu hiểu người khác để lợi dụng để lừa dối họ ừ. và chính vì vậy mà ngay cả Steve jobs chúng ta thấy một cái trường hợp khá là điển hình trong lịch sử Mặc dù Steve Jobs với cái mức độ thông minh của chúng ta thì có thể là là nhiều người trong chúng ta thấy là không có thể so sánh được. Yeah. Tuy nhiên cái cuộc chơi giữa Steve Jobs với lại Sculley từ Pepsi ừ. thì rõ ràng đó là một chuyện là độc vị sai lầm. Và đem đến đem đến cái hậu Steve Jobs này. là người tuyển dụng Sculley từ Pepsi sang Apple. Đúng rồi. Và và rõ ràng á cái mà Steve Jobs có thể sai mà chúng ta có thể phân tích ở đây từ cái góc nhìn của người thứ ba ừ. nó là bởi vì Scully là mỗi người bán hàng, <laughs> Salesman. Trên, sales yeah. còn Steve Jobs là mỗi nhà lãnh đạo với những cái ý tưởng gốc, những ý tưởng sáng tạo thực sự và ừ. có thể thay đổi nguyên cái ngành, nguyên cái lịch sử của cái ngành đó và cuối cùng ấy, đó là cái khi mà chúng ta đọc sai con người chúng ta đưa vô cái vị trí đó mà cái vị trí ấy, nó không chỉ là đòi hỏi cái kỹ năng về bán hàng không, ừ. hay tiếp thị không ở diện rộng thì rõ ràng là là chúng ta đã sai trong cái chuyện dùng người như vậy và Steve Jobs đã trả cái bài học khá là đắt giá vào năm 1985 ừ. Ừ. khi mà Scully đá Steve Jobs ra khỏi vâng. cái sa ừ. thải ông trong chính công ty mà ông sáng lập Chính ra xác. đó là nhìn người sai đúng rồi như vậy thì tôi có thể là tưởng tượng rằng là cái kỹ năng độc vị này trong công việc ở đây là ví dụ trong một cái buổi phỏng vấn xin việc thì rõ ràng anh nào mà có khả năng đồng vị tốt đứng rồi phía người tuyển ừ. dụng thì sẽ, sẽ đoán được là người ứng viên đó đang nghĩ gì và có thể đọc được hành vi đâu. Ừ. Thì, thì ở thật đây thế. mình nên bắt đầu như thế nào? Thực tế đó, thì là nó là một cái quy trình để chúng ta có thể là đi toàn diện xung quanh những cái gì mà họ biểu lộ ra bên ngoài ừ. để chúng ta có thể là nắm bắt cái tổng thể trước. ví dụ như là chúng ta biết là những cái yếu tố bên trong ấy nó quyết định cái cái bề ngoài bản chất nó quyết định cái hiện tượng chính vì vậy mà à, cái mà chúng ta có thể có ấn tượng hay là có những cái nhìn nhận sơ khởi về ừ. mỗi con người đó là hành vi của họ cung cách của họ thái độ cái cách ăn mặc của họ cái sở thích của họ nó thể hiện ra bên ngoài ừ. và chúng ta sẽ có cái, cái bức tranh sơ khởi tuy nhiên nó không có đủ để cho chúng ta có thể là kết luận là à, bản chất người đó hay là chúng ta có nên tin dùng người đó hay chúng ta nên trao công việc cho họ hay không nhưng mà gì đó là cái điểm dừng chân đầu tiên của trong một cái, cái, cái tức là tiếng qua trình. một cái vẻ bề ngoài đầu tiên thì ừ. anh đoán được một phần nào đó đúng. Và chính tiếp xác. theo là bước kế tiếp như thế nào? thì bước kế tiếp đó chúng ta sẽ phải đặc biệt là trong bản, trong buổi phỏng vấn thì ừ. chúng ta sẽ phải sử dụng những kỹ thuật ví dụ như là kỹ thuật đặt câu hỏi ừ. thì chúng ta không chỉ là đặt những câu hỏi mà chúng ta tìm thấy câu trả lời trên cái CV hay là cái bản cái hồ sơ xin việc của họ nhưng mà chúng ta sẽ đi xoáy vô tức là nếu mà chúng ta thấy nếu bạn đã nói là à em có kỹ năng ngoại ngữ và cái điểm ngoại ngữ của em tôi ít hay tô gì đó rất là cao <laughs> thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ năng hỏi để xem thử là à cái ngôn từ của bạn cái mức độ của bạn đó, nó có khớp với lại cái trình độ ngoại ngữ của bạn đó, nó có khớp với lại cái điểm số mà bạn có trong cái cv hay không <laughs> thì bằng cái, cái kỹ thuật như vậy thì chúng ta có thể là biết được cái diện rộng các bạn biết được ở cái chiều rộng nó ra sao ở cái mặt bề mặt như vậy và chúng ta có thể là xoáy vô với những cái câu hỏi, mà ừ. chúng ta có cái kỹ thuật ví dụ chúng ta có một cái bảng câu hỏi và nó đánh giá được những kỹ năng cao cấp ừ. từ sơ cấp tới cao cấp của Bloom ừ. và cái cái bảng câu hỏi đó nó liệt kê cho chúng ta thấy à nếu mà bạn chỉ sử dụng những ngôn từ mà khá là ở bên dưới như vậy thì rõ ràng cái kỹ năng của bạn hơi cao cấp đủ ừ. và chúng ta sẽ có hết những cái câu hỏi đó thì đó là một trong những công cụ mà chúng ta dùng khi mà chúng ta phỏng vấn phóng viên. Vậy thì đồng vị thì không chỉ là vấn đề là đọc qua cái bề ngoài, qua hành vi, qua thái độ mà còn ở đây là cái cách khai thác, cách đặt câu hỏi. Chính xác. Mà chúng ta không chỉ là có một cách đặt câu hỏi đó không? Mà chúng ta có nhiều cái, 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 cái biện pháp khác mà chúng ta gọi là biện pháp nghiệp vụ nếu mà anh thấy là nó không có quá nghiêm trọng. Nhưng mà chúng ta sẽ có những kỹ thuật và những công cụ khác nhau để chúng ta có thể thấu hiểu cảm ơn rất nhiều và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút giải lao cảm ơn okay. à, thưa quý vị vừa rồi là những chia sẻ của anh nguyễn ngọc oanh vũ là chuyên gia phát triển tài năng về chủ đề là kỹ năng đọc vị à, chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút với phần hai chương trình quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang web đồng tiền thông minh fbnc com hoặc là trang facebook com xuyệt đồng tiền thông minh à, xin quý vị đừng chuyển kênh và chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa